áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi, how are you today, Miss Hoa again? I'm very happy to see you in this video. Chào em, đây là cô Hoa đây. Rất vui được gặp em trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một test, đó là test 5, ok? Vâng, test 5 chính là nội dung mà liên quan đến unit 5 của chúng ta. Ok, so now let's get started. Ok, 4 and 5, ok? Yeah. So now, first we do some pronunciation. Chúng ta lại về phần phát âm các em nhé. Ok, first, Miss Hoa, I want you to listen and repeat up to me, please. Now, let's go. Country, lunar, luck, plum, plum. Ok, với câu 1 của chúng ta sẽ phải là B, U, lunar. Vâng, phiên âm chúng ta sẽ là U ạ. Còn các từ lại phiên âm là chữ gì ạ? A. Ok, now again, lunar, lunar. Ok, ví dụ nào là Tết âm lịch chúng ta sẽ nói là Lunar New Year. Is that right? Ok, so now we move number 2 please. Ok, special, breath, peach, pleasure. Vâng ạ, pleasure. Vâng, vậy thì chúng ta thấy có mỗi từ C, E, E. Vâng ạ, chúng ta có một nguyên tắc như sau ạ. Nếu như hai nguyên âm E và A cạnh nhau mà đằng sau là phụ âm thì chúng ta sẽ đọc là E, E, E dài. Nhưng riêng từ B thì đọc là gì ạ? Breath, hơi thở đúng không ạ? Breath. Còn đây sẽ là gì? Pleasure, pleasure. Ok, so number 2 is C. C, we say E, peach, peach, quả đào đúng không ạ? Các từ lại we say E. We do number 3 please. Ah. Yep. Sugar. Sh sh sh. Sugar, such. Spring. Similar. Ah, ba từ B C D là s, sờ nhẹ. Còn mỗi từ A là sh sh sh. Vâng. So number 3 is A sh. Còn kia là s. Okay. Now, number 4 please. Exchange. Children. Peach. Machine. Vâng ạ, đây là một từ pháp ngữ máy móc ạ. Machine. Machine. Vâng ạ. Vậy thì A, B, C chúng ta đọc là gì ạ? Ch, ch, ch. Có mỗi từ à, machine, xin lỗi. Machine là sơn ạ. Còn các từ còn lại là gì ạ? Ch, ch, ch. Ok. So, our correct answer is D. Machine. Now, we move to number 5, please. Ok. Shrine. Shrine. Ripe. Ripe. Agrarian, agrarian, okay, agrarian, polite, polite. À, vậy chúng ta có mỗi từ A, agrarian, đó là ear. Các từ còn lại là gì ạ? I, is that right? So, number 5 is C, right, agrarian. Okay, here is, okay, I, polite, ripe, shrine, agrarian. Okay, so now we do some stretch syllable. Ok, chúng ta sẽ làm về phần cho âm của từ nhé. Now, number 1 is understanding. Understanding, âm tiết số mấy ạ? Số 3, yeah. Anniversary, anniversary, âm tiết số 3. Experience, experience, âm tiết số 2. Và cuối cùng, celebration, celebration, số mấy ạ? Số 3. Vậy câu 1 của chúng ta sẽ phải là C, experience, âm tiết số 2 các bạn nhé. Ok. Một, we say C. Câu số 2 ạ. Nào, invite, invite, âm tiết số 2. Ok, intimate, intimate. Từ này nghĩa là thân mật và nó là tính từ, phải không ạ? Tính từ có 3 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Ok, again, intimate. Ok, divorce, divorce, âm tiết số 2. Động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết số 2. Yeah, imagine, imagine. Ok, imagine, động từ... Từ này là âm tiết số 2. Ok. Vậy đáp án câu này của chúng ta sẽ phải là B, intimate, thân mật. Các em nào cho qua là ít nhất bởi vì đây là tính từ intimate. Ok. Bình thường chúng ta có hậu tố là AT đọc là it, đúng không ạ? Nếu là động từ. Nhưng nếu như tính từ và danh từ thì đọc là it, intimate, intimate. Ok. So number 2 is B. Right. Now, we do some... Ok, just choose the correct answer. Ok. Và chúng ta sẽ cùng nhau là chọn câu trả lời đúng là xong thôi ạ. Okay, now let's go. Number 1, he seemed a friendship to Joey. Friendship có nghĩa là tình bạn. Okay, now, seem, chúng ta có một cấu trúc như sau, các bạn nhé. Chúng ta có cấu trúc đó là, gì ạ? Seem, cộng, seem to verb.
Vâng, có vẻ như dường như làm cái gì đó. Ngoài cấu trúc này ra, chúng ta còn cấu trúc là gì ạ? Seem cộng với tính từ. Ok, rồi, chúng ta xem một câu này nhá. Nào, thứ nhất chúng ta có từ seem là, các bạn thấy là thì gì ạ? Thì quá khứ. Vậy thì chứng tỏ cái câu này là tình huống ở trong quá khứ. Mà tình huống ở trong quá khứ thì chúng ta không nên dùng to cộng verb, giống như câu gốc qua vừa dạy chúng mình, seem to verb, đúng không ạ? Thế thì tốt nhất là các bạn sẽ dùng cho câu hai cấu trúc là seem này, to have cộng phân từ 2. Ok, có vẻ như là đã bắt đầu một tình bạn với Joey, đúng không? Vâng, vậy câu này của chúng ta sẽ phải là to have phân từ 2. Ok, D is correct answer, ok? Vậy câu 1 của chúng ta sẽ là D nhá. Đấy, hoàn toàn cấu trúc các bạn ạ. Câu số 2 nhá. What happened? I didn't want to lose Sora's friendship. À, dù chuyện gì xảy ra chẳng nữa thì tôi không muốn làm mất tình bạn của Sarah. Ok? Yeah. Vậy thì happened là động từ, chứ là gì ạ? Dù xảy ra bất cứ chuyện gì chẳng nữa. Các bạn ghi nghĩa giúp cô nhé. However, tuy nhiên, wherever, bất cứ ở đâu, whatever, bất cứ cái gì, whenever, bất cứ khi nào. Ok? Và đây là bất cứ chuyện gì xảy ra. So we say whatever, whatever. Ok? So number 2 is C. Now, we do number 3, please. Ok? Yeah, number 3. He had a portrait. Đó, tôi qua lại cái này nhá. Portrait, bức chân dung ạ. As a birthday present for his daughter. À, portrait có nghĩa là gì ạ? Bức chân dung, đúng không ạ? Câu này nhá, chúng ta xem nào. Have something. Cấu trúc này, have something. Thì đây sẽ phải gì ạ? Cái việc gì, cấu trúc gì mà nhờ vào mình không tự làm ấy nhỉ? Tức mình đi cắt tóc thì không tự cắt tóc được, mà người thợ cắt tóc phải cắt cho mình, đúng không ạ? Thế đây, anh thấy cái bức chân dung này được vẽ. Vâng, anh ta nhờ người khác vẽ cho anh ấy. Ok, chứ sao mình tự vẽ chân dung của mình được, đúng không ạ? Cũng vẽ được nhưng nó sẽ không dễ dàng. Vâng, và cấu trúc của chúng ta đó là have something phân từ 2. Vâng, cấu trúc này gặp rất nhiều lần phải không các bạn? Rồi, vậy câu này của chúng ta sẽ phải là C, painted nhá. Number 3 is C. Vâng. Anh ấy nhờ một ai đó vẽ bức chân dung là một món quà sinh nhật cho con gái của anh ấy. Ok, now, we do number 4, please. We friends even after we grew up and left home. Grew up có nghĩa là gì ạ? Là quá khứ động từ grow up. Grow up có nghĩa là lớn lên, trưởng thành. Vâng, chúng tôi vẫn là những người bạn, thậm chí sau khi chúng tôi trưởng thành và đã rời nhà. Tức là mỗi đứa một nơi, không ở quê nữa, đúng không ạ? Vâng, thế thì chúng ta nhớ cho cô là chúng ta có một cái cấu trúc đó là vẫn còn giữ nguyên, không thay đổi. Thì chúng ta sẽ có động từ là gì ạ? Rất là quen thuộc, đó là động từ remain. Remain, remain có nghĩa là còn nguyên. Ngoài cách nói là remain friends, còn vẫn còn là bạn, thì đằng sau động từ remain này có thể là tính từ các bạn nhé. Có một cấu trúc nữa đó là bỏ ed khi ghi ở vở. Khi ghi ở vở các bạn phải ghi cho cô động từ nguyên dạng, không chữ ed đây nhá. Remain vợ, ok, vẫn còn ra đấy nhá. Rồi, so number 4 is D, right? 4 is D. Ok, ở đây chúng ta có từ became là trở thành, không phải. Chúng ta trở thành bạn, vẫn là bạn của nhau mà, sao phải trở thành, đúng không? Ok, so now we do number 5, please, ok? Now, at first, I found it difficult on the other side of the road. On the other side of the road, nghĩa là bên kia đường. Các bạn ơi, đây là một cấu trúc. Chúng mình có cấu trúc như sau. Động từ nguyên dạng của found là find. Find it, người ta gọi là chủ ngữ giả. Vâng, find it difficult. Và động từ cấu trúc của chúng ta sẽ là to verb ở đây. Và cấu trúc có nghĩa là gì ạ? Thấy khó khi làm gì đó. Các bạn ghi nghĩa cho cô cấu trúc nhé. Thấy khó khi làm gì đó, đúng không ạ? Vâng. Lúc đầu tôi thấy rất là khó để làm quen được đi bên kia đường. Giống như ở bên Việt Nam mình là rẽ bên đi bên tay phải, đúng không? Nhưng bên Anh ý, bên tay trái, kiểu như vậy. Thì đấy, người ta gọi là mình có cấu trúc là làm quen với cái gì đó. Nào, to. Và nhiệm vụ của chúng ta đi tìm V, đúng không các bạn? To V, đúng không ạ? Vâng. Thì đây của chúng ta sẽ phải là A, không phải rồi. Get used to thì đằng sau phải bóp in chữ, đúng không? B này, to get used to. Ok, that's right. Vậy câu 5 của chúng ta sẽ phải là B boy nhá. Vâng. To get used to driving. Get used to của bố mình có nghĩa là có thói quen làm gì đó. Các bạn ghi đi ạ. Có thói quen làm gì đó. Nhưng mình, tức là ở hiện tại các bạn nhé. Ở hiện tại ạ, nhé. Rồi, chúng mình sang câu số 6 nhé. The factory is set in a fire 2 years ago. Câu này các bạn thấy là ở đây chúng ta có từ set. Liên quan, chắc chắn nghĩ đến câu bị động với động từ thường thật rồi, phải không ạ? Đúng không? Luôn là như vậy mà.
chúng ta cứ luyện nhiều thì các bạn cảm nhận được đấy được. Và chúng mình dịch câu này nhé. Vâng, nhà máy được nói là đã bị phá hủy trong trận hỏa hoạn 2 năm trước đây. À, các bạn chưa qua tình huống 2 năm trước đây, tức là tình huống này ở trong quá khứ, đúng không ạ? Vâng, nếu mà ở trong quá khứ thì cái cấu trúc ở đây, vì nó quá khứ cho nên phải dùng cấu trúc gì nhỉ? To have cộng với phân từ 2. Đây là cấu trúc nha, cấu trúc chúng ta học hàng ngày ạ. Vâng, thì đây là ở dạng chủ động. Còn nếu mà bị động thì đổi cho cô Hoa thành gì ạ? To have been cộng phân từ 2. Ok, chủ thể của chúng ta ở đây là the factory, tức là nhà máy. Nhà máy là chỉ vật phải không ạ? Ok, vì vậy nó là phải là bị động, đúng không? Vâng, vậy câu 6 của chúng ta sẽ phải là đi bao nhá. Ok, đây này, to have been này, phân từ 2 này, destroyed. Ok, thank you. Nào, tiếp tục, chúng ta sang câu số 7 nhé. Câu số 7 nào. The party starts at 8 o'clock, so I ate a quarter past 7. Ok. Qua dịch, past 8. Sorry. A quarter to 8. That's right. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 8 giờ, vì vậy tôi sẽ đón bạn vào lúc 7 giờ 45. Đúng không ạ? Vâng. Đón ai đó, chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Pick somebody up. Right? Vậy câu 7 của chúng ta sẽ phải là be boy nhé. Rồi. Có mời chúng mình sang câu số 8 nào. À, thế còn look for nghĩa là tìm kiếm đúng không? Bring you along không phải là mang theo, mang theo kiểu này còn along nữa, không nói thế nhá. Rồi, take you out, cho bạn ra ngoài. Take you out. Take out ra ngoài, mang ra ngoài nhá. Rồi chúng mình sang câu số 8 nào. She wants to look in her wedding reception. Vâng, câu này qua dịch như sau ạ. Vâng, cô ấy muốn trông rất là tự nhiên vào cái lễ cưới của cô ấy. À, trông này thì phải đẹp tự nhiên cơ, đúng không ạ? Và các bạn biết không ạ? Sau từ look thì chúng ta cần lại từ gì? Tính từ. Đó là cấu trúc rồi, phải không ạ? Ok. Vậy, đáp án câu này của chúng ta sẽ phải là natural. Đáp án sẽ là C nhé. Qua một chúng mình sang câu 9 nhé. When will you have the dress made? À, các bạn lại nhìn thấy cấu trúc này. Have something done. Đấy, đúng không? When will you have the dress made? Vâng. Khi nào thì bạn sửa cái váy này? I expect by Friday. À, tôi mong là được hoàn thành trước ngày thứ 6. Đúng không ạ? Vâng. Các bạn ơi, đây là một cấu trúc câu bị động. Đúng không ạ? Vâng. Chúng ta có cấu trúc chủ động như sau. Expect thì là to verb. Đúng không ạ? Vâng. Thế thì nếu như mà câu này là câu chủ thể của chúng ta là gì? Là cái váy mà. Phải là bị động chứ đúng không ạ? Vâng. Vậy thì I expect, vâng ạ, to be cộng phần từ 2. Đúng không ạ? Nha, ok. Nhưng mà đề bài thiếu từ it, các bạn ghi thêm từ it cho cô. Vâng, it là thay cho từ gì nhỉ? Nha, chủ động này, expect to verb thì đúng rồi. Nhưng mà khi bị động phải là expect it to be verb, to be phần từ 2, xin lỗi, to be phần từ 2. Vậy thì câu này của chúng ta sẽ phải là, thế là C rồi. Và tôi thì ạ, tôi mong nó được làm xong, được may xong, đúng không ạ? Rồi, vậy câu 9 sẽ là gì? Thi nhá. Đấy, câu chúc mà làm thôi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sang câu số 10 nào. A selfish person is incapable true friendship. Một người ích kỷ thì không có khả năng là có tình bạn thực sự, đúng không ạ? Rồi, vậy câu này của chúng ta có một cấu trúc như sau. To be incapable of. Các bạn ghi cấu trúc vở đấy ạ. Vâng, to be incapable of doing something. Không có khả năng làm gì đó. Vâng, vậy câu 10 của chúng ta sẽ phải là A nhé. Câu 10 sẽ là A ạ. Quang mời chúng mình sang câu số 11 nhé. 11 nào. It was a former dinner party. James wore his blue jeans. Qua dịch câu này như sau ạ. Vâng, đó là một formal nghĩa là trang trọng. Đó là một bữa tối, bữa tiệc, bữa tối rất là trang trọng, đúng không? James thì mặc quần áo cái quần jean màu blue, màu xanh nước biển, đúng không ạ? Ok. Nếu mà đây là bữa tiệc sang trọng thì có nên mặc quần bó không ạ? À không, đúng không ạ? Vâng. Thế cho nên chúng ta sẽ dùng là một cái từ nối thể hiện cái sự tương phản, đúng không? Vâng. Thì đây chúng ta sẽ có một từ là từ chắc chắn là be rồi. Even though. Even though có nghĩa là mặc dù nhá. 11 sẽ là be nhá. Rồi, since có thể gì là bởi vì này.
kể từ khi này, until cho đến khi này, only if này, chỉ nếu này nhá. Rồi, cô mình chuẩn bị sang câu số 12 ạ. No sooner the phone rang. Ôi, cô để cho thấy từ no sooner thì chắc chắn đi về gian rồi. Và cấu trúc này chính là cấu trúc câu, câu đảo. Vừa mới thì, đúng không ạ? Vừa mới thì, nào, họ vừa mới về đến nhà thì điện thoại reo. Vừa mới về đến nhà thì điện thoại reo. Thế thì cái hành động mà vừa về đến nhà đấy phải dùng quả khuôn này. Vâng, câu 11, 12 của chúng ta sẽ là đi các bạn ạ. Và cái này cũng dễ rất nhiều rồi. Đây nha, nhìn này. Sau no sooner này là đảo của quả khuôn thành này. Had they arrived này, đúng không ạ? Rồi, sau dùng gì đây? Gian. Và sau gian thì là một mệnh đề dạng gì đấy ạ? Quá gì? Quá khứ. Nhá, rồi. Thank you. Rồi, con mời chúng mình sang câu tiếp theo, câu số 13. A number of Vietnamese to that city recently. Rất nhiều người Việt Nam đã đến thành phố đó gần đây, đúng không? Ok. Và các bạn nhớ cho cô Hoa này, ở đây chúng ta có một nguyên tắc như sau. Sau ở number of, đúng không? Là một danh từ. Danh từ số ít là số nhiều. Thì đằng sau đó là động từ phải chia số nhiều. Đó là cấu trúc rồi. Các bạn ghi đi ạ. A number of cộng danh từ số nhiều suy ra động từ chia ở dạng số nhiều. Xong chưa ạ? Nào. Vậy câu 13 của chúng ta sẽ phải là she have moved. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ recently. Chứ các bạn phải dùng thì. Hiện đại này cho qua nhá. Rồi, 13 sẽ là she nhé. Ok. Rồi, con mời chúng mình sang câu số 14 ạ. I'm really to the party. All my old friends will be there. Tôi thực sự rất rất là gì đấy với bữa tiệc. Tất cả những bạn cũ của tôi đều ở đó. Chắc chắn về làm sao nhỉ? Rất là hào hứng, rất là mong đợi, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì đây của I'm really looking forward. Vâng. 14 sẽ là be nhé, đúng không ạ? Rồi các bạn nghĩ nghĩa này. Appreciating có nghĩa là đánh giá cao. Appreciate. Đánh giá cao. Riêng cái từ này đã bằng nghĩa là đánh giá cao. Nhưng mà để nhấn mạnh cao hơn nữa thì các bạn thêm từ gì ạ? Highly đánh trước. Highly appreciate. Đây là cái phần là chuyên đề về collocation của chúng ta. Nhá. Think about, nghĩ về cái gì đó. Enjoyable có nghĩa là thích thú. Ok. Rồi. Qua mời chúng mình sang câu số 15 nhé. Rồi. Mr. Lee was upset by him the truth. Vâng. Ông Lee rất là thất vọng. Bằng cách là vì làm sao? Không kể cho chúng tôi không kể cho ông ấy sự thật. Ok. Các bạn nhìn cho qua này, câu này hơi sương sương một tí đây. By là lại từ gì? Giới từ. To be upset by tức là bị thất vọng bởi cái gì đó. Sau giới từ chúng ta có hai khả năng. Khả năng thứ nhất đó là động từ dạng verb in. Và khả năng thứ hai đó chính là danh từ hoặc là cụm danh từ. Qua gọi là now phrase. Đúng không ạ? Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ cần đi tìm nha. Be không phải rồi. Đi không phải rồi. Si càng không phải. Đây không phải là cụm danh từ. Và đáp án cuối cùng chúng ta sẽ phải là A. Qua đi này. Our là tính từ sở hữu. Not having. Having là động từ dạng verb in. Thì tính từ sở hữu cộng động từ verb in nó tạo thành một cụm danh từ. Nhớ chưa ạ? Vâng. Vậy câu này của chúng ta sẽ là A. 15 sẽ là A nhé. Ok, rồi. Tiếp tục câu 16 nào. Jean has a very easy going, has a very easy going gì đó, which is why she is so popular. Jean có một cái tính cách rất dễ tính. Vì vậy, đó là lý do tại sao cô ấy rất là nổi tiếng. Đúng không ạ? Rất nhiều người biết đến. Vâng, vậy 16 chúng ta sẽ cần một danh từ ở đây. Vì chúng ta có từ easy going là tính từ mà, đúng không? Và danh từ sẽ là gì? Các bạn ghi nghĩa giúp cô này. Reputation, danh tiếng, nghĩa của nó là danh tiếng. Thứ hai, personality, tính cách. Characteristic, đặc điểm. Sympathy, sự đồng cảm. Ok, vâng, vậy cuối cùng của chúng ta sẽ phải là B. Một cái tính cách rất là sao? Dễ chịu, một cái cá tính rất là dễ chịu, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Vâng, vậy 16 sẽ phải là B boy nhé. Cô Hoa mời chúng mình tiếp tục câu số 17 nào. Như vậy nhé. The examiner measures our identifications in order to be admitted to the test center. Các bạn nhớ chút vừa cho qua này.
To be admitted to có nghĩa là được cho phép. Được cho phép. Vâng, được cho phép vào nhập học ấy. Vâng, thường thường người ta dùng hai động từ như vậy. À, vào trường đại học. À, to be admitted to the university. À, được phép vào trường đại học. Đúng không ạ? Rồi, à, chúng ta có một cấu trúc như sau các bạn nhé. Bài này này. Make. Động từ nguyên dạng là make somebody verb. À, make somebody verb có nghĩa là gì ạ? À, cấu trúc này có nghĩa là gì ạ? À, bảo ai làm gì đó. Đúng không ạ? Vâng, vậy 17 của chúng ta sẽ phải là A, show. 17 sẽ là A nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 18 nào. As we enter the room, we saw a rat towards a hole in the skirting board. A skating board. Skating. Ok. Skating. Ok. Có được gì ạ? Khi mà chúng tôi vào phòng thì chúng tôi nhìn thấy con chuột đang bò về phía cái lỗ mà ở trên cái khu vực đó, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cho cô này, đối với cấu trúc câu 18 này, chúng ta có hai cấu trúc, đó là cấu trúc thứ nhất, see somebody do something. Vâng, nhìn thấy ai làm gì đó. Và cái hành động này là chúng ta nhìn thấy là cả một cái quá trình họ làm rồi. Nhá, cả một quá trình họ đã xong công việc đấy rồi. Thế còn ví dụ lúc mà cô chúng mình đang nhìn cô này, là chúng mình thấy cô Hoa là cô Hoa đang dạy học, đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ nói là I see Miss Hoa teaching English. Là thời điểm bọn mình nhìn cô là cô đang dạy. Ok, và đây chúng ta sẽ đổi thành, đó chính là cấu trúc see somebody doing something. Được chưa ạ? Nhá. Thế nhưng mà ví dụ như là hôm nay chúng mình đang không xem, nhưng ngày mai, hôm nay xem xong rồi chúng ta dừng, học xong rồi, và nghe mà chữ hôm qua tớ nhìn thấy cô Hoa dạy qua video đấy. Đấy, thì lúc đó các bạn phải dùng cấu trúc là I see Miss Hoa teach English on video. Ok, hiểu không ạ? Nhá. Đó. Thế thì ở đây của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Khi chúng tôi vào trong phòng thì chúng tôi nhìn thấy ạ, con chuột nó đang bò, đúng không ạ? Vâng. Vậy đây sẽ phải là gì ạ? See scampering. 18 sẽ là see nhé. Done. Nào, chúng mình làm hai câu cuối cùng. 20 câu. Tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? Trong video là 27 câu trong video này. Ok. Thế là đủ của chúng mình rồi. Đúng không ạ? Nên sang câu số 19 nhé. I remember to Paris when I was a very small child. Vâng. À, tôi nhớ là tôi đã được đưa đến Paris khi mà tôi là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ. Ok. À, các bạn nhớ cho qua này. Chúng ta có một nguyên tắc như sau. Với cấu trúc chủ động, remember cộng verb in. Người ta dịch là nhớ là đã làm gì đó. Nhá. Nhớ là đã làm gì đó. Tuy nhiên chúng ta còn có một cấu trúc nữa, đó là remember, chuyển sang bị động ạ. Vâng. Remember being cộng phân từ 2. Ok. Xong chưa? Đang rồi, 12, 19 sẽ là C. À, tôi nhớ là đã được đưa mà khi còn nhỏ mà. Rồi, câu 20 nhá. It was difficult to a date which was convenient for everyone. À, thật là khó khi mà khi sắp đặt một ngày hẹn gặp mà thuận tiện cho tất cả mọi người. Không hề dễ tí nào đúng không ạ? Ai cũng bận. Vâng, vậy thì sắp xếp một lịch hẹn, một ngày hẹn với nhau, chúng ta dùng động từ gì đây ạ? Agree, đồng ý. Organize, tổ chức. Arrange, sắp xếp. Provide, cung cấp. Vâng, vậy 20 của chúng ta sẽ phải là C nhé. Ok, bài này chúng ta cần phải làm gì đây ạ? Tìm lỗi sai và sửa nhá. Nào, number one please. No one in our office wants to drive to work because there are always traffic jams at rush hour. Hôm nay qua dịch như sau nhé. Không ai ở văn phòng của chúng tôi là muốn đi lái xe chỗ làm cả, bởi vì rất là tắc đường vào giờ cao điểm. Các bạn thấy cho qua là at rush hour là đúng không ạ? Quá đúng luôn đúng không ạ? Nhưng trong câu này chúng ta thì có từ nối là từ because of. Because of là bởi vì. Thế mà rõ ràng cô dạy chúng mình là sau because of phải là cụm danh từ chứ, đúng không ạ? Vâng. Thế thì ở chúng ta thấy này, there are trong tiếng Anh người ta dịch là có, đúng không ạ? There người ta dịch là có nhá. Rồi, thế thì các bạn thấy là đây phải mệnh đề, đây có phải là cụm danh từ không? Không. Đây là gì ạ? Đây là mệnh đề chứ, đúng không ạ? Vâng. There are là ví dụ there is a chalk, có một viên phấn. À, thì đấy là gọi là mệnh đề, cho nên câu này sai ở be. Vâng. Một sai be. Và các bạn đổi cho qua thành because. Đúng không? Bởi vì thôi. Nhá. Rồi. Now, number two, please. Câu số 2 nhé. The United States come top
of the list of countries ranked by economic performance. Ok, nào qua dịch câu này như sau. Nước Mỹ lên top đầu trong danh sách các nước mà xếp hạng về nền kinh tế. Đó, tức là xếp hạng trong bảng xếp hạng về kinh tế ạ. Ok, vậy chúng ta xem là ở đây là có mấy đất nước nữa mình. À, chúng ta đã bị lừa bởi từ States của S. Vâng, đây là tên của đất nước là The United States, là nước Mỹ. Là chỉ là một đất nước thôi đúng không? Thì động từ phải chia số ít vào đấy nhỉ? Vậy cô này xài A, thêm S vào cho cô nha nhá. Comes. Đây là chuyên đề về sai về thì nhá. Rồi, câu số 3 cho cô nhé. About 60% of the people question wants cars to be banned from the town center. Qua dịch câu này như sau ạ. Khoảng 60% những người mà được tra hỏi. Vâng, question có thể dịch là tra hỏi, hoặc có thể được hỏi trong văn ngành này, trong văn ví dụ như ở tội phạm ấy ạ, thì người ta gọi là bị tra hỏi. Còn đây chỉ là được hỏi là muốn ô tô gì ạ? Nếu như muốn ô tô bị cấm ở trong town center, ở trung tâm thành phố hay là không. Đúng ạ? Vâng. Thế thì con nhớ cho qua này. Trong tiếng Anh ấy thì trong một câu không thể có hai động từ. Ok. Rồi. Và các bạn nhớ cho qua là ở đây này, question nữa là đúng không ạ? Vâng, khoảng 60% những cái người mà được hỏi. Vâng ạ. Ok. Đều muốn ô tô của họ bị cấm à? Ai nói thế? Chẳng ai muốn bị cấm cả, đúng không ạ? Vâng. Ok, cho nên câu này chúng ta phải đổi thành gì các bạn nhỉ? Nào. Các bạn phải nói là gì ạ? Ok, vậy thì các bạn thấy cho cô là chẳng ai muốn là bị ô tô mình bị cấm cả đúng không ạ? Mà phải là không bị cấm chứ, đúng không ạ? Vậy thì sai ngữ nghĩa của câu. Câu này sẽ giải đi các bạn nhé. Vâng, phải đổi cho qua thành gì ạ? Not to be. Đó. Trong cái câu này thì động từ chính trong câu này là từ once, các bạn nhớ nhá. Là từ once. Còn cái từ mà bị hỏi ạ thì đấy là trong tiếng Anh ấy thì người ta có một chuyên đề đó là lược bỏ đại từ quan hệ. Câu này mà viết đầy đủ qua phải nói là about 60% of the people, đúng không ạ? Who is questioned. Nhớ nhá. Vâng. Con số các bạn dùng số ít cho cô thôi. Nhưng mà bởi vì trong câu không thể có hai động từ qua nó ngay từ đầu rồi. Hay là cô hay nói câu là trong một nước không thể có hai vua đấy, thì trong một câu không thể có hai động từ. Xong chưa ạ? Rồi, cho nên các bạn phải bỏ cho cô thì phải ghi là question ở đây không? Tức là được hỏi. Ok. Rồi, qua mời chúng mình sang câu số 4 nhé. There's hardly no sugar left, so we must get some when we go shopping. Vâng, câu này cô Hoa dịch như sau ạ. Vâng, có nghĩa là gì ạ? Không còn lại đường, vì vậy chúng tôi phải mua thêm khi mà chúng tôi đi mua sắm. Đúng không ạ? Các bạn nhớ cho cô Hoa này, bản thân cái từ hardly này đã mang nghĩa phủ định rồi. Vâng, hardly người ta dịch là hiếm khi, ít khi. Đúng không ạ? Vâng. Thế thì nếu mà như vậy thì không thể dùng no được, mà các bạn phải dùng cho qua từ any. Bởi vì any người ta là một từ phủ định và chỉ dùng trong câu phủ định khẳng định thôi. Cho nên chỗ này phải là đổi thành any sugar cho cô nhá. Vâng, câu 4 sẽ xài B, đổi cho qua thành any. Rồi, chúng mình cùng sang câu số 5 nhé. If someone phones while I'm out, can you tell them I'll be back at 11:30. Vâng, nếu ai đó gọi điện khi mà tôi ra ngoài thì làm ơn bảo họ là tôi sẽ quay trở lại vào lúc 11:30. Đúng không ạ? Vâng. Someone phones, một ai đó. Một ai đó tức là chỉ là một người thôi, không thể là nhiều người được. Cho nên chúng ta không thể nào là tell them được. Đúng không? Vâng, và trong tiếng Anh, nếu như không biết là ai đó, chúng ta luôn luôn dùng với he lắm mình ạ. Tiếng Anh như vậy. Vâng, vậy câu này sẽ sai ở đi và đổi cho qua thành gì? Him nhá. 5 sẽ là đi ạ, đổi cho qua thành him. Ok, đăng. Rồi, chúng ta sang một dạng bài tiếp theo. Đó là chúng ta dạng bài đọc hiểu. Ok, đọc hiểu. Bước 1, các bạn phải đọc nước qua một đoạn văn để người ta xem là đoạn văn này người ta nói về cái chủ đề gì nhá. Sau đó các bạn sẽ đọc các câu hỏi liên quan của bài đọc. Sau đó bước số 3 mới là tìm câu trả lời cho câu hỏi. Ok, nào. Firstly, Miss, I want you to listen and Miss can help you with some new words or phrases. Ok, thank you. Now, Thanksgiving, người ta gọi là lễ tạ ơn. Ok, Thanksgiving is celebrated in the US on the fourth Thursday in November. For many Americans, it is the most important holiday apart from Christmas. Schools, office, and most businesses close for Thanksgiving, and many people make the whole weekend a vacation.
Quá dịp này như sau, đoạn này không từ mới với chúng ta đâu các bạn ạ. À, quá dịch nhá. Lễ tạ ơn được tổ chức ở nước Mỹ vào ngày thứ năm của tuần thứ tư vào tháng 11, đúng không ạ? Đối với người Mỹ, đối với nhiều người Mỹ thì đây là một kỳ nghỉ rất là quan trọng, ngoài những như là Noel này, đúng không ạ? Các trường học, văn phòng và hầu như tất cả các doanh nghiệp đều đóng cửa cho ngày lễ tạ ơn này. Và rất nhiều người đã làm sao đã biến cái ngày nghỉ cuối tuần này trở thành gì ạ? Vacation, là một kỳ nghỉ. Đấy, tức là ngày lễ hội rất là lớn đối với họ đấy ạ. Ok, tiếp theo nhé. Thanksgiving is associated with the time when Europeans first came to North America. In 1620, the ship, the Mayflowers arrived, bringing about 150 people who today are usually called pilgrims. They arrived at the beginning of a very hot winter and could not find enough to eat. So many of them died. But in the following summer, Native Americans showed them what food were saved to eat so that they could save food for the next winter. They held a big celebration to thank God and the Native Americans for the fact that they had survived. Okay, hãy ghi nghĩa giúp qua này. To be associated with, hai chấm, có liên quan đến, bạn ghi nghĩa đi ạ. To be associated with, hai chấm, có liên quan đến. Ok, nào, lễ tạ ơn là có liên quan đến cái thời điểm mà những người Europeans, tức là những người châu Âu lần đầu tiên đến Bắc Mỹ. Vào năm 1620 thì con tàu tên là Mayflowers đã đến và bring about, mang theo khoảng 150 người mà ngày nay được gọi là Pilgrim. Vâng. Và họ đến vào cái thời điểm đầu mùa đông rất là khắc nghiệt và không thể tìm thấy đủ thức ăn để mà ăn. Vì vậy nhiều người đã bị chết. Nhưng vào mùa hè năm sau, vâng, thì những người bản ngữ Native Americans là những người Mỹ bản ngữ đã. Những bản ngữ đã chỉ cho họ biết là cái loại thức ăn nào thì an toàn với họ để ăn và để họ có thể làm sao dành thức ăn cho mùa đông tới. Ok, họ đã held là quá khứ từ hold, hold a big celebration, đã tổ chức một cái lễ, tức là một cái lễ rất là lớn để cảm ơn Chúa và những người Mỹ bản địa vì họ là sao? Họ vẫn còn survive. Vâng, họ vẫn còn sống sót, đúng không ạ? Ok, tiếp theo chúng ta sang đoạn tiếp theo nhá. Bài này khá dài các bạn ạ. Khá dài luôn. Nhưng mà khi mà các bạn đọc lướt ấy, các bạn cũng nên hiểu. Chứ các bạn không phải nên hiểu mà cần phải hiểu ạ. Cần hiểu được main idea của đoạn văn đó chúng ta mới trả lời câu hỏi chứ, đúng không ạ? Ok. Giống như văn chẳng khác gì à? Tóm lại vẫn phải là main idea, ok? Tiếp theo nhé. Today, people celebrate Thanksgiving to remember these early days. The most important part of the celebration is a traditional dinner with food that come from North America. The meal includes turkey, sweet potatoes, also corn jams, and cranberries, which are made into a kind of a sauce or jelly. The turkey is filled with stuffing and dressing, and many families have their own special recipe. Desserts is pumpkin made into a pie. À, quan điểm là như sau nhé. Ngày nay mọi người tổ chức cái lễ tạ ơn này để tưởng nhớ đến những thời đầu này, ngày thời kỳ đầu tiên này. Vâng. Mà cái phần quan trọng nhất của cái lễ kỷ niệm này đó chính là bữa ăn tối truyền thống với những món ăn mà đến từ vùng Bắc Mỹ. Món ăn bao gồm như là gà tây này, sweet potato, người ta gọi là yam, dạ, tức là gọi là khoai lang, bằng tiếng Việt gọi là khoai lang, và cranberries, Việt quất, đúng không? Mà được tạo là được biến thành, tức là được tạo thành ra một cái loại sốt hay là jelly, đúng không? Mứt đấy ạ. Vâng. Và gà tây thì to be filled with được làm đầy bằng cái gì đấy. Vâng. Gà tây thì được trộn với rất nhiều như là stuffing, tức là được nấu cùng với rất là nhiều đồ gia vị đi kèm, đúng không ạ? Và rất nhiều gia đình đã có những món their own special recipe. Recipe tức là công thức nấu ăn, tức là họ có công thức nấu ăn riêng của họ, đúng không? Dessert, quan đường đọc là dessert nhá. Dessert tức là sa mạc, còn dessert có nghĩa là món tráng miệng. Món tráng miệng là món gì đấy? Pumpkin, là món bí ngô.
Vâng, được làm ra gì? Làm ra gì? A pie, làm thành bánh. Bánh mì ngô đúng không ạ? Ok. Đấy, đấy chính là dịp lễ tạ ơn người ta làm những việc như vậy. Tiếp theo nhé. On Thanksgiving, there are special television programs and sports events. In New York, there is the Maxi Thanksgiving Day Parade, when a long line of people wearing fancy costumes march through the street with large balloons in the shape of imaginary characters. Thanksgiving is considered the beginning of the Christmas period, and the next day, many people go out to shop for Christmas presents. Qua dịch câu này như sau nhé. Vâng ạ. À, và ngày lễ tạ ơn thì có rất nhiều cái chương trình TV đặc biệt rất là hay và những cái sự kiện thể thao nữa. Ở New York thì có ngày lễ tạo cái lễ diễu hành đấy ạ, của người Macy đúng không ạ? Khi mà hàng đoàn người đã mặc những bộ quần áo rất đẹp đúng không? March có nghĩa là gì ạ? Diễu hành qua các con phố với những quả bóng bay rất là to, hình dạng rất là, với những nhân vật tưởng tượng rất là khác nhau. Lễ tạ ơn được coi như là một khởi đầu của một thời kỳ Giáng sinh, và ngày hôm sau thì nhiều người đi mua sắm để mua những cái món quà cho dịp lễ Noel. Ok, nào, qua dịch xong rồi và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là đã tìm được meaning là gì rồi. Người ta nói về cái gì nhỉ? À, lễ tạ ơn đúng không? Thanksgiving. Ok, nào sau đây chúng ta sẽ cùng làm bước số 3. À, bước số 2 là các bạn đọc lướt cho qua câu hỏi. Các bạn tự đọc cái việc đấy. Đấy, tự đọc đúng không ạ? Rồi, và chúng ta sang lương bước 3. À, chúng ta tìm ra đáp án và chúng ta xem là tại sao chúng ta chọn đáp án như vậy nhá. Ok, now number one please. In the United States, Thanksgiving is qua dịch câu này có nghĩa là gì ạ? Vâng, vào ngày lễ tạ ơn thì ở nước Mỹ thì lễ tạ ơn làm sao? A này, a religious celebration held by Christmas only. Có nghĩa là gì ạ? Là một religious có nghĩa là thuộc về tôn giáo, là một cái kỷ niệm tôn giáo được tổ chức bởi những người Christian, là những người theo đạo Christian đấy ạ. À, người ta gọi là đạo Cơ đốc đấy ạ. Vâng. Sai, đúng không ạ? Người ta không nói đến cho mày này. Tiếp theo câu B này. Được tổ chức như là một ngày nghỉ. Là một ngày nghỉ public holiday, như kiểu mùng 2 tháng 9 Việt Nam gọi là public holiday các bạn. Ok. Ok, đáp án của mình là B rồi đấy các bạn ạ. Vâng, một sẽ là B. Rồi. Quan trọng hơn ngày Noel, không nói có dấu chứng đấy. Apart from Christmas. Ok, apart from ngoài ra, nhưng không ai nói là lễ tạ ơn là ngoài ra Christmas, không ai nói thế. So, the correct answer is B. Ok. Number 2 please, chúng mình sang câu số 2 nhé. According to the passage, pilgrim are theo đoạn văn thì pilgrim là những người làm sao ạ? Chúng ta cùng xem nhé. Now, people who travel to America by ship là những người mà sao đến được nước Mỹ bằng tàu. Câu số B này, không phải người ta có nói trong dẫn chứng không? Câu B nhé. Trips that religious people make to a holy place. Holy, chúng ta có từ holy. Holy có nghĩa là tin lành các bạn ạ, có nghĩa tin lành. Vâng. Tức là những cái chuyến đi mà những người theo tôn giáo ạ, đến một nơi rất là tin lành, không được đề cập đến đúng không ạ? Vâng, chúng mình cùng xem câu C nhé. People who left their home là những người mà rời nhà đi và đến sống ở phía Bắc Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 17. Ok, đúng rồi ạ. Vâng, câu 2 sẽ là C nhé. Nào, qua sẽ cho chúng mình dẫn chứng thì chúng ta chọn là C luôn này. Đây. Đây ạ. Đấy. Đấy chưa ạ? Vâng. 150 người rõ ràng này, đúng không? Gọi là pilgrim này, đúng không? Đấy, in 1620 này, đến North America này. Đấy. Ok, xong nhá. Câu 3 sẽ là C. Qua mời chúng mình sang câu số mấy nhỉ? Số 3 nào. Ok, có ba nhé. All of the following statements are mentioned except. Tất cả những cái điều sau đây đều được đề cập ngoại trừ cái gì? Chúng mình cùng xem nhá. Ngoại trừ này, people celebrate Thanksgiving to thank God. Mọi người đều tổ chức cái ngày tạ ơn này để cảm ơn Chúa. Đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà thực ra nó chưa đủ ý các bạn ạ, chưa đủ ý nhá. Rồi, tiếp theo này, câu B này. People usually have traditional dinners for Thanksgiving. Mọi người đều có những bữa tối ăn truyền thống vào ngày lễ tạ ơn. Câu C này, có rất nhiều giải trí, có nhiều hình thức giải trí ở ngày lễ tạ ơn này. Câu D này, people go to churches for religious services on Thanksgiving. Vâng, mọi người đều đi chùa vì cái mục đích tôn giáo trong cái ngày lễ tạ ơn này. Ok, nào, vậy theo chúng mình, câu 3 đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? Tất cả các câu sau đều đúng
loại trừ. Nhớ cho cô Hoa là cái từ loại trừ ở đây. Đúng ạ? Vâng. Nhá. Vâng, ok. Nào, loại trừ câu này ở đâu ạ? Sẽ là đi đó. Vâng ạ. Đây nhá. Đây này. À, tổ chức này để cảm ơn Chúa này. Đúng, để tạ ơn Chúa mà. À, ăn bữa tối này, gà tây người ta nói rõ ràng cái thứ đúng không ạ? Vâng. Và giải trí thì có đi diễu hành, parade đúng không? Rồi, vậy câu này sẽ là đi đó nhá. Rồi, thế thì nội dung của cả ba ý ABC là nói hết trong cả đoạn văn qua vừa dịch ở trường mình. Ok, rồi. Now, so we move to number 4. Chúng ta sang câu số 4 nhé. On Thanksgiving, và ngày lễ tạ ơn, thì sao đấy ạ? Turkey, yams and pumpkin pies are served. Là gì ạ? Là gà tây này, gì ạ? Gọi là khoai gì ạ? Khoai lang, vâng. Khoai lang và bí ngô, bánh bí ngô là được phục vụ. Vâng, đúng rồi. Cái sẽ là A nhá. Câu dưới. À, không được ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 5 nào. Câu cuối cùng phải đọc rồi các bạn ạ. Rồi. Which of the following is not true? Câu nào sau đây là không đúng? Nhớ cho qua cái từ đó là không đúng nhá, không phải đúng nhá. Rồi. In the US, Thanksgiving is not a national holiday, it's a religious holiday. Ở nước Mỹ thì Thanksgiving không phải là ngày nghỉ của quốc gia mà đó là chỉ là ngày nghỉ tôn giáo thôi. Sai. Câu 5 chính là A luôn, nói luôn, qua nói luôn. Bởi vì đơn giản chúng ta có một cái dấu chứng như sau. À, cô nhớ là có cái dòng nó ghi là public holiday. Đây. Nghe đoạn đầu các bạn, nghe đoạn đầu đây này. Cô nhớ là nghe đoạn đầu. Đấy nhá. À. Đây này, đầu tiên nhá. Họ ăn những món ăn rất là truyền thống này. Đúng không ạ? Đấy, xong người ta món ăn mồm cũng tức là toàn là món ăn truyền thống đấy các bạn ạ. Đúng không ạ? Rồi. Thế sau đó làm gì ạ? Có chương trình rất là đặc biệt này, đúng không? Đấy, cả đoàn người đi diễu hành này, đúng không? Đấy, thì có đúng là không phải là chỉ là tôn người theo tôn giáo đâu. Cái không theo tôn giáo vẫn cứ có cái ngày là Thanksgiving này. Nhá, ok, đấy, cả đoàn người ta nói như vậy rồi. Ok, good job. Rồi, chúng ta sẽ sang phần writing. À, phần viết cả nhá. Nào, we choose the correct answer, A, B, C, or D. Chúng ta kiểm chọn đáp án A, B, C, D là sao? Ok, now, so number one, please. It never occurred to me to go by train. À, câu này qua dịch như sau ạ. Vâng, câu này là tôi, ý của câu này tức là gì ạ? À, it never occurred to me. Tức là occur các bạn ơi. Occur nghĩa là gì ạ? Vâng, có nghĩa là xảy ra với ai đó. Nhá. Rồi, câu này có nghĩa là gì ạ? Tôi làm sao? Tôi có thói quen đi bằng tàu rồi. Tôi có thói quen rồi. Nhá. Tình huống này ở trong quá khứ phải không các bạn? Cho nên chúng ta sẽ phải đáp án của chúng ta sẽ phải là B-boy nhá. Vâng, một sẽ là B-boy ạ. À quên, xin lỗi, câu này phải là đi đó chứ. Vâng, I never thought of going by train. Tức là occurred to me tức là xảy ra với tôi. Tức là cái việc mà đi bằng tàu chưa bao giờ xảy ra với tôi. Tức là tôi chưa bao giờ đi bằng tàu. Tôi chưa bao giờ nghĩ ra việc phải đi bằng tàu. Ok, vậy câu này chúng ta sẽ phải là đi. Ok, I never thought of. Chúng ta có một cấu trúc đó là, các bạn có thể ghi qua này, think of. Ok, think of có nghĩa là nghĩ về ai, về cái gì đó. Hay có thể dùng giới từ about, think about được thì các bạn nhé. Ok, now we do number 2 please. Number 2. Number 2 nhé. I should have started last night but I was too tired. Chúng mình nhớ qua cấu trúc này. Should have cộng phân từ 2. Người ta dịch là gì ạ? Đáng nhẽ ra nên. Vâng. Tôi đáng nhẽ ra nên học vào tối ngày hôm qua nhưng tôi quá là mệt. Thực ra có không ạ? À, không học. Không học các bạn nhé. Rồi, vậy câu này mình dính sao câu A nào. I couldn't study last night because I was very tired. Tôi không thể học tối ngày hôm qua được vì tôi mệt. Ok, đáp án đúng rồi. A. Ngay từ câu đầu đúng này. Câu dưới nhá. Tôi học tối qua vì vậy tôi rất là mệt. Sai, quá học đâu ạ? Sai nhá. Câu dưới này. Tôi cố học nhưng mà tôi cảm thấy buồn chán. Không đúng. Tôi không học đêm qua bởi vì tôi cảm thấy rất là buồn tẻ. Không liên quan, mệt và buồn tẻ không khác. Không liên quan đến nhau. Ok. Rồi, qua mời chúng mình sang câu số number 3, ok. Nào.
The doctor said you really ought to rest for a few days, Jasmine. Bác sĩ nói sao? Jasmine ơi, bạn thực sự nên, ought to là nên các bạn nhé. Vâng, bạn nên nghỉ ngơi trong vài ngày đi. Đúng ạ? Vâng. Thế thì câu này là câu gì? Câu lời khuyên của bác sĩ. Cho cùng xem là gì nhá. Câu 1 này. Jasmine doctor insisted that. Bác sĩ của Jasmine cứ khăng khăng rằng cô nên nghỉ ngơi trong vài ngày. Câu B này. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest. Câu này qua gì như sau? Bác sĩ gợi ý là Jasmine nên nghỉ ngơi vài ngày, nghỉ ngơi ngắn thôi, một chút thôi. Câu C. The doctor strongly advised Jasmine to take a few days rest. Ok, bác sĩ khuyên một cách rất là mạnh mẽ rằng là gì ạ? Bạn Jasmine này nên nghỉ ngơi vài ngày. Câu D này. It is the doctor's recommendation that Jasmine rested shortly. Câu này nó đang bị, chúng ta thấy là rất nhiều cấu trúc giống nhau. Tuy nhiên, vâng ạ, câu đáp án chuẩn nhất của chúng ta sẽ phải là đi đáp ạ. Câu 3 sẽ phải đi đáp nha. Bởi vì đây chính là cấu trúc câu nhấn mạnh, hay câu còn gọi là câu trẻ. Câu trẻ như sau ạ, các bạn nhìn này. It is cộng chấm 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 the doctor recommendation. Ok, và thêm từ gì đây ạ? That. Vâng, đây chính là cấu trúc câu trẻ. Chính cái sự gợi ý của bác sĩ là Jasmine nghỉ một chút thôi. Ok, vậy câu đi là chuẩn nhất các bạn nhé. Rồi, qua một chúng mình sang câu số 4 nào. Nào, câu số 4 nhé. The sooner he stops smoking, the better he'll feel. Vâng, câu này có gì như sau ạ? Anh ấy ngừng hút thuốc càng sớm thì anh ấy càng cảm thấy tốt hơn. Đây là chính là cấu trúc càng càng. Các bạn nhé. Vâng. Vậy qua dịch câu này là sao ạ? Vâng. Khi anh ấy ngừng hút thuốc thì anh ấy sẽ bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Đúng không? Này, chúng ta cùng xem nào. Khi anh ấy cảm thấy tốt hơn, anh ấy sẽ cố gắng hút thuốc. Sai. Câu dưới. Khi anh ấy ngừng hút thuốc, anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn. Câu này có vẻ đúng đến bên đấy. Cho dịch câu dưới tiếp. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều kể từ khi ngừng hút thuốc. Ok. Không phải. Đã bỏ đâu ạ. Vâng. Mặc dù anh ấy cảm thấy tốt hơn nhưng anh ấy vẫn còn hút thuốc. Sai anh nghĩa đúng không? Vâng. Vậy câu 4 của chúng ta sẽ phải là đi bò nhé. Đúng là đi bò. Ok. Vâng. Khi anh ấy ngừng hút thuốc thì anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn. Ok. Nào. Qua mời chúng mình sang câu số 5 nhé. The coffee was not strong. It didn't keep us awake. Vâng. Cà phê thì không, đừng gì là không khỏe. Và gì là cà phê không đặc. Nó không làm cho chúng tôi tỉnh giấc được, tỉnh thức được. Đúng không ạ? Rồi. Nào câu dưới nhé. The coffee was very strong, but it couldn't keep us awake. Vâng. Cà phê thì không đặc cho lắm, nhưng nó không thể làm cho tôi tỉnh giấc được. Chúng mình xem tiếp câu B này. The coffee was so strong that cà phê làm sao? Câu A là sai ngữ nghĩa rồi đúng không ạ? Vâng. Câu B này. Cà phê không đặc đến nỗi mà không thể ngủ. Sai ngữ nghĩa đúng không? Rồi. Cà phê không đủ đặc để làm cho tôi tỉnh. Ok. Câu này đáp án của chúng ta sẽ phải là C nhé. Vâng. Câu 5 của chúng ta sẽ phải là C. Ok. Yeah. Ok rồi. Vậy là trong phần 2 của bài test file này, chúng ta đã làm được bài đọc hiểu này, bài viết này, đúng không ạ? Vâng, và bài gì nhỉ? Tìm lỗi sai nữa. Vâng, đấy là cái dạng bài chắc chắn chúng ta gặp trong bài kiểm tra chúng ta. Ok, qua chúc chúng mình chúc mình học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau nhé. Bye for now and have a good day. Bye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.